không ơi. Nó kia kia không ơi. Quái vật người đây đông. Cặp trừng tổ đủ này. Mình sợ quá. Tôi phải gọi người không ơi. Tôi phải gọi người đây. Vừa thấy có quái vật người lắm đầy đâu ở đây không ạ? Ui kìa. Ê, tôi vừa thấy ở trong này này. Đâu đâu này? Ui cha mẹ ơi. Nó thịt người đây rồi. Ui đâu đây kìa. Đây ui. Ê, sợ thế. Ôi mà con này ăn thịt người đây đúng không ạ? Thịt người thôi. Oh my god. Ê, kinh quá. Ê, nó vừa đây không ơi, nó vừa đây à? My God, người nhảy đã tìm tiêu diệt tất cả người nhảy này. Đi đi tìm nó rồi, nó rút bụi treo hay sao ấy? Ông ấy tiêu diệt hết. Em kiểm tra nó đâu rồi? Thì nó chui bụi treo hay sao ấy? Rút đây rồi anh em. Hả? Anh trên này. Nó chui bụi treo rồi. Ông các ông tìm xem nào. Nó rạ đập luôn. Rạ ông đập chết luôn. Nó chui đâu hay nó chui mọi không? Khả năng nó ui, hay nó đi vào cái khu vực này này. Đâu cái khu vực này thật đấy, khả năng vậy, chứng nghi đó. Kìa, hai chục mấy cái bụi này. Đây ông tìm được, lấy cái lỗ, lấy cái lỗ. Có cái lỗ này. Cái lỗ này. Hả? Ôi, cái gì vậy? Ui. Ui bắt đeo. Ui hai càng nó kìa. Ui đâu ui còn lại được ấy nhỉ? Cho anh em trói lại thằng khinh như vậy chứ, trói lại khinh về đây. Mở cầm tay và ông cầm chân nhấc lên về đây. Đi, nào, không bây giờ tôi cầm này, tôi cầm hai cái sừng sao tôi cầm chân nữa? Ồ, bỏ hết đấy, trói lại thằng chân người thôi. Cái này nó phải nặng thằng ta. Ui ui trời, ui cái cặp sừng gì? Ui gì đây? Trông dã man nhỉ? Cặp sừng dã man lắm không ạ? Con này nó mẹ nó ăn thịt bao nhiêu người đấy? Nó sống xuất hiện trong cổ bộ thời à? Ui,